Chán quá anh Phong nhỉ. Ba lần chúng em bắn nhau với máy bay Mỹ mà chẳng bắn trúng được chiếc nào. Hễ bắn nhau là bắn rơi ngay được máy bay thì Mỹ sản xuất sao kịp. Chúng mình toàn bắn vứt đuôi thì còn lâu mới trúng được. Nó mà bổ nhào xuống đây xem, chỉ cần loạt đạn đầu tiên á là em hạ gục chúng nó ngay. Mày chỉ được cái nói phét thôi. Có cái mục tiêu ngồi ngay sát nách kia kìa. Có giỏi thì bắn đi. Gớm, đòi bắn máy bay Mỹ. Anh Đảo, anh đi đâu đây? Anh Đảo. Anh Đảo, anh cứ vào đây để xem chúng nó nói gì. Anh cứ đi vào đây. Anh ngại gì? Cậu làm cái gì thế? Anh chạy đi đâu? Sao mà lại anh cứ đi như thế? Sợ gì cậu làm ô danh lính cao xạ pháo quá. Ra chỗ cô Mơ ngồi thử xem nào. Thôi anh chịu. Anh ngồi xuống đây đi. Này. Anh Đảo nhát gan quá. Thôi mày đừng trêu anh ấy nữa mà tội. Cái Bích nói thế là muốn anh trêu nó đấy. Anh không dám trêu con gái Đạo Thắng đâu. Con gái Đạo Thắng thì sao nào? Con gái Đạo Thắng còn dữ tợn hơn máy bay Mỹ. Chúng mày ơi, anh Phong trông thế mà biết sợ máy bay vỉ ruồi đấy. Chả hiểu thế nào. Anh Phong nói cho chúng em biết vì sao chúng em bắn nhiều thế mà vẫn không làm máy bay Mỹ bị thương. Gớm, cái Bích đánh trống làng giỏi nhỉ. Cái con này. Mấy trận vừa rồi chưa phải là đã đối đầu với chúng nó đâu. Tụi nó chỉ tập trung đánh vào hai chiếc cầu, nhà ga, rồi trận địa 37 ly của bọn anh. Nhưng anh vẫn để cho các em bắn vì muốn các em làm quen với tiếng súng và các động tác xạ kích nữa. Ngoài ra còn luyện tập cho Bích thành thục việc chỉ huy chiến đấu. Nhân đây anh cũng báo cho các em một tin vui nhé. Quân khu vừa tăng cường cho mục tiêu mà chúng ta đang bảo vệ một đại đội pháo cao xạ 57 ly. Như vậy, hỏa lực của chúng ta có đủ cả tầm cao, tầm trung và cả tầm thấp nữa. Hoan hô chúng mình ơi! Hoan hô quá! Thế này á, thì mục tiêu bảo vệ của chúng mình chắc như cua gạch. Sở dĩ máy bay Mỹ tập trung đánh phá vào mục tiêu của chúng ta là vì vị trí của hai chiếc cầu, đường sắt và đường bộ là hết sức quan trọng. Hàng viện trợ của các nước bạn từ biên giới về đều phải qua hai chiếc cầu này. Có anh Đảo và anh Phong ở đây á, thế nào bọn em cũng bắn rơi được máy bay Mỹ. Nói phét, có giỏi thì lên bắn cái máy bay ở trên nụ pháo trên kia kìa. Mày có thách tao không? Tao thách đấy. Không phải thách nhá. Máy bay. Máy bay đứng lại. Máy bay. Máy bay ơi. Không được chạy. Đứng lại cho. Đứng lại. Anh Đảo, chúng nó trêu thì kệ chúng nó. Sao anh cứ tìm cách tránh em thế? Tôi có tránh mưa đâu, nhưng tính tôi hay ngượng lắm. Con trai gì mà nhát có con gái. Chúng nó trêu chán thì thôi, anh mà cứ như thế à, chúng nó còn trêu dai như đỉa ấy. Nhưng tôi ngại lắm. Ngại cái gì? Cũng chẳng biết nữa. Mà thôi, mơ đừng trêu tôi nữa nhé. Anh mà cứ thế á, em còn trêu nữa đấy. Súng bẩn à? Mơ này. Anh bảo gì? Giá như không có đánh nhau nhỉ? Thì sao? Thì thôi, lúc khác nói. Anh có nói không? Nói không? Nói không? Nói đi, nói mơ đi. Mơ đau tôi. Mơ. Sao anh không nói gì đi? Mơ này, mơ nhớ nhá. Khi kéo cò súng, mơ phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào máy bay địch. Hôm nào kéo cò súng mà em chẳng nhìn thẳng vào mục tiêu. Mỗi lần mơ kéo cò súng, Đảo thấy mơ đẹp lắm. Chỉ có thế thôi á? Những lúc đánh nhau như vậy, mơ có thấy sợ không? Có anh ở bên cạnh, em chẳng thấy sợ chút nào cả. Thật không? Mà ngoài cái chuyện đánh nhau ra, anh không còn gì để nói với em nữa à? Trong đầu nghĩ nhiều lắm, nhưng tôi không biết nói. Thôi mơ đừng trêu Đảo nữa nhá. Đã thế á, em sẽ trêu đến khi nào anh ngồi cạnh em, chúng nó trêu anh không còn bỏ chạy nữa thì thôi ấy.
cô Phấn mang cơm đến rồi. Chúng mày ra đỡ giúp cô ấy một tay. Cơm của chúng mày ơi. Cơm rồi. Nhanh lên. Sớm thế nhở? Để đấy cho con. Này, để vào đấy. Để vào sách họ cho. Sao hôm nay U đưa cơm sang thế hả U? Mọi hôm cô thấy cứ đến bữa ăn là máy bay đến, cho nên hôm nay cô phải đưa ra sớm đấy. Để chúng mày ăn. U sợ chúng nó chết thành ma đói hết cả lũ chứ gì. Thì Thu cứ mồm mày đi nhá. Ôi giời, con nói thế chứ con cho vào cối giã cũng chẳng nát được. Mơ với chú Đảo đâu? Đang ở trên ụ pháo kia. Hết lượt anh Phong với cái Bích nắm tay nắm chân nhau, lại đến lượt cái Mơ với anh Đảo. Bọn con chỉ có bọn con xuống xí mới chẳng có ma nào để ý Thu ạ. Cái con này sao mày giỏi bịa thế? Tao với anh Phong đứng ngoài đó bao giờ? Hả cái con trời đánh thế vật kia. Gớm, mày đừng tưởng chúng tao không biết nhá. Nào. Hôm nay không có thịt gà U. Một tuần chỉ được 2 bữa thôi. Hôm nay tao kho cá với tương gừng ngon lắm. Nào, đưa bát đây để tao xới cơm nào. Nào, chuyển bát nhanh lên. Chẳng hiểu tại sao hôm nay em cứ thấy bồn chồn. Lạ lắm anh ạ. Anh cũng thấy thế. Hôm nay trời trong như thế này, có thể chúng nó sẽ đánh ác liệt đấy. Nếu chúng đánh thẳng vào trận địa của mình, em nhớ phải bình tĩnh, chỉ huy đánh trả cho thật tốt đấy nhá. Có anh ở bên cạnh, em chẳng lo gì cả. Nào, cơm dọn xong rồi, các cô vào ăn đi. Có máy bay nó đến lại phải bỏ bữa bây giờ. Con này từ từ đã. Chưa chỉ đã. Thì Mơ nó đã xuống đâu mà ăn. Kệ nó, đây lấy cho tao ăn này. Này, cái Mơ tâm sự no bụng chưa? Vào ăn cơm kẻo bọn tao ăn hết bây giờ. Này, đây đi, từ từ. Tao. Đây, xới cơm đi. Thôi, Mơ đi ăn cơm đi. Anh không ăn à? Mơ cứ xuống trước đi, tôi xuống sau. Đi cùng Mơ tôi ngại lắm. Ngại cái gì, chúng nó trêu chán thì thôi, kệ nó. Đi, đi cùng em, không phải ngại. Kìa, đi. Mơ, Mơ cứ đi trước đi. Em nói anh biết nhá, anh mà không đi em đứng luôn ở đây ý. Kệ cho chúng nó trêu ý. Nào bây giờ đi ông, đi ông. Ừ thì đi, Mơ đi trước đi. Xa xa một chút, nhanh lên tôi ngại lắm. Anh phải xuống luôn đấy nhá. Đi. Để vào kia cho tao. Gớm. Anh chỉ tâm sự chuyện gì mà ra như đỉa đói thế. Thôi giời, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là cái chuyện phải thật bình tĩnh khi đối đầu với máy bay giặc Mỹ. Nói phép. Mày tưởng là bọn tao không biết là anh Đảo cầm tay này, mày ấp vào mày má. Mày đừng có mà nói điều đấy nhá. Bụi nó bay vào mắt tao, tao nhờ anh Đảo thổi hộ đấy chứ. Ôi chúng mày ơi, mắt cái Mơ bây giờ mọc xuống má rồi đấy. Thôi chúng mày đừng trêu anh ý nữa. Để cho anh ăn không anh lại bỏ bữa bây giờ. Kệ chúng nó, cứ nói. Mà mồm thì thôi. Thế cậu không vào ăn đi, định nhịn đói à? Ăn đi. Thôi các cháu ăn đi không nguội hết rồi. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Ăn đi. Không biết công thế nào chứ tôi thì tôi lo lắm. Nghe nói trong số phái viên ấy có một ông là ủy viên trung ương dự khuyết, phó ban nông nghiệp trung ương, rất nguyên tắc. Tôi cũng thấy lo lo, vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một ủy viên trung ương đảng. Ông nào cũng là người cả, chứ có phải hổ báo đâu. Mình làm đúng thì chẳng việc gì phải sợ cả. Nhưng mình làm đúng, cấp trên lại bảo sai thì sao? Ai bảo là sai? Bí thư tỉnh ủy ủng hộ, bà Thường là trưởng ban thanh tra, Thường vụ ủng hộ, ai bảo là sai? Nhưng mà tỉnh khác, trung ương khác ông ạ. Ở đâu cũng chủ trương chính sách cả. Nhưng ông Kim lăn lộn quanh năm suốt tháng với dân, nên chắc chắn bí thư sẽ có một cái nhìn thực tế hơn, có lợi cho dân hơn. Nhưng công bằng mà nói, việc chúng mình để cho dân sử dụng ao chuông của hợp tác xã để nuôi cá, lại chia đất cho xã viên trồng màu, là sai với đường lối chung. Tuy có đem lại cho dân cuộc sống dễ thở hơn. Ông nói thế, hóa ra làm theo đường lối thì đói, mà làm sai thì no à? Theo tớ, chẳng ai soạn ra đường lối để làm cho dân đói cả. Nhưng mọi lý thuyết ở trên đời, bao giờ cũng có khoảng cách với thực tế.